Hello, đây là phần hướng dẫn cho Avis Demert. Thì Avis Demert là một phần mềm open source và free. Ở đây mình sẽ bước đầu, cái bước đầu tiên là giới thiệu sơ qua. Avis Demert hỗ trợ rất là nhiều config đầu ra. Đó, rất là nhiều config đầu ra. Trong ví dụ này chỉ hướng dẫn đơn giản nhất là về MP4. Thì về MP4 chúng ta sẽ lấy cái raw file x264 này. Trong phần config này có config rất nhiều thứ. Đây là cũng một điểm mạnh của Avis Demert so với một số phần mềm khác, cả free lẫn thu phí, là chúng ta có thể chỉnh được profile. Thường chúng ta nên chọn profile Payline nếu mà các bạn cần xuất file MP4 cho thiết bị di động hoặc cho những nền tảng web. Đó. Về chất lượng thì chúng ta có thể để content refactor single path để mức là 20. Đó. Cái resolution này là tốc độ mà chúng ta render ra cái file đó, chúng ta có thể để medium để nó không xài hết CPU, hoặc có thể là để super fast, ultra fast tùy các bạn. Rồi thêm một cái nữa là cái dần liên quan tới frame, thì ở đây á chúng ta để cái mức minimum là 1, maximum ở đây maximum mình sẽ để là 50, và cái mức là iframe threshold nè, có nghĩa là cái mức iframe mà tiêu chuẩn của nó đó mình sẽ để là 30, là một cái tiêu chuẩn frame nó tương đối ổn đó. Và ở đây sau khi làm xong hết rồi, chúng ta sẽ save lại thành một cái raw file của riêng chúng ta, để khi sau này á chúng ta dùng lại, chúng ta chỉ cần chọn vô cái phần my file của mình rồi nhấn ok. Rồi output format ở đây chúng ta chọn MP4 đó. Rồi audio chúng ta có thể chọn rất là nhiều định dạng. Ở đây chúng ta có thể là chọn ACPK hoặc AC Flash. Ở đây mình sẽ chọn một cái đơn giản đó là MP3. Rồi đây là những cái config cơ bản. Nhưng mà khi mà mở lại thì thường Avis sẽ nó lót về một cái định dạng mặc định của nó. Thì để tránh cái việc chúng ta mất thời gian chúng ta set lại quá nhiều, thì ở đây chúng ta có thể vô cái phần đây, Save Current Setting Default, save lại. Thì khi sau này các bạn mở phần mềm Avis Demert lên thì các bạn có thể lấy cái coi như là cái setting cơ bản mà các bạn đã lưu trước đó. Rồi ở đây mình sẽ có sẵn một cái file sample mình đơn thuần mình ném vào đó. Rồi nó cũng là dạng MP3 cơ bản thôi đó. Thì khi mà ném vào xong, các bạn muốn save nó thành một cái file khác, thì các bạn chỉ đơn thuần nhấn save file, chọn đường dẫn. Giả sử ở đây mình để ngoài laptop luôn, file nó có làm sẵn hết rồi, save. Rồi. Rồi. Đây là phần hướng dẫn sơ bộ. Bài tiếp theo chúng ta sẽ hướng dẫn chi tiết các chức năng của AVMS, và đây cũng là điểm mạnh của AVMS so với một số phần mềm free chuyên dụng khác. Đó, đó là các filter. Hẹn gặp các bạn ở các bài sau.